là chưa tập hoặc là không có một câu nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm đúng không? Dạ đúng. Lần đầu tiên là mày ở đây. Anh đẹp không? Phải đẹp mới chịu á, phải xấu là giận á. Đẹp lắm anh. Đẹp lắm không? Dạ, em chỉnh lại nữa. À, được. Thế là bạn trai không? Đồng là bạn gái. Em là bạn trai hả? Đúng. Em hỏi là bạn trai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.